Cam ơi, ra không nghe à? Bố có trò chơi này hay lắm nhá. Trò này là trò thổi bong bóng con ạ. Đây nha, bố sẽ thổi bong bóng cho con xem nhá. Wow, nhiều bong bóng không? Bố thổi riêng nhá. Từ mỗi một cái nhỉ. Con có thích bắt bong bóng không? Dạ. Đúng rồi. À, hai bố con nhà bạn Cam này đang chơi cái gì đây? Đang chơi bong bóng đấy. Bong bóng á? Đúng rồi, bong bóng xà phòng đây này. Bong bóng mà thổi bằng cái ống này á thì ra được gì bong bóng? Bong bóng ra được mà, ra nhiều nhỉ Cam nhỉ? Úi giời ơi. Ôi giời, giảm đây này. Đâu? Có cái này này. Cái gì? Cái đấy là cái gì? Này, súng phun bong bóng nha, tốc độ cao nha, phun một phát được mấy nghìn quả bóng luôn. Đây nha, bạn Cam á. Bạn Cam về với đội của tớ thì lúc nào cũng có đồ xịn mà chơi nhá. Ở với bố bạn làm gì có gì mà chơi. Khiếp, thổi bong bóng bằng cái ống hút sữa thì sao mà ra bong bóng được. Đây này. Ê, màu hồng giống màu áo của bạn Cam luôn nhá. Ui, áo màu hồng này. Cái này màu gì đấy Cam? Cái này màu gì? Đúng rồi, màu hồng. Bạn Cam trả lời rất đúng. Thế chơi như nào đâu? Đây nha, mình hướng dẫn nha. Đầu tiên mình sẽ thử trước nha, thử cho bạn nhìn trước nha. Ui dồi ôi. Wow, Cam ơi. Ui, nhiều bong bóng chưa? Nhiều chưa, thích chưa? Đấy, bây giờ cho bạn Cam bấm thử nha. Đây, bạn Cam bấm. Đây. Bấm ở đâu? Đây, ở đây nó có nút bấm này các bạn ơi. Một cái nút tròn tròn bấm này. Và cái thổi bong bóng này của mình nó chạy bằng pin nha các bạn ơi. Cho nên là khi nào hết pin thì mình sẽ thay pin mới và vẫn còn sử dụng được. Rất là bền luôn. Chơi lâu thì thực thế cả. Đúng rồi, chơi lâu được lắm mà mỗi lần nha bắn ra bao nhiêu bong bóng này. Về bạn Cam cầm. Cam bắn vào đâu Cam? Hình đây, như là ấn vào đây. Đấy. Đây. Đấy. Cam cầm này. Đấy, xong con bóp vào đây. Đây. Bóp vào nút tròn này. Wow. Ui, vào hết mặt rồi. Ui giời. Thích chưa? Nào, Cam ơi. Cam bắt bong bóng nha. Cam bắt bong bóng nha. Cam nhảy lên Cam bắt bong bóng nha. Đây, nhảy lên bắt bong bóng đi. Bắt đi, bắt đi. Ui giời ơi, Cam bắt nhiều bong bóng quá. Đây, ôi, đây, 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 đây. Ui, nhảy đi. 5. 4 năm. Wow. Đấy, bạn Cam biết bắn rồi đấy. Bạn Cam biết sử dụng súng rồi đấy các bạn ơi. Đấy, bạn nào mà thích thì có thể bảo bố mẹ mình mua cho một khẩu súng như này nhá. Chơi rất bền nhá và thích nhá các bạn ơi. Rồi, đây. Các bạn ơi, lúc này chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi xem ai vớt được nhiều cá nhất nhá. Cắm múc đi, múc đi, múc đi. Đây, đầu tiên bạn Cam sẽ tổ. Đây, wow, cá bạn Cam đây. Cho vào Cam cho chậu nào. Đây con cầm cái rổ này cho vào chậu. Đây chúng ta sẽ đổ cái chậu này. Rồi. Đây rồi, bây giờ Cam cầm rổ này đi vớt tiếp nào. Wow. Wow, vớt đi. Rồi. Wow. Cam đổ đây. Hai con rồi, tiếp tục. Đây ở đây các bạn ơi. Các bạn có nhìn rõ không? Đúng rồi. Đấy. Kìa. Nào, tập trung. Lùa. Wow. Wow. Được rồi. Cam đổ đây. Ba con cá. Đâu nữa. Đây, mình nhìn thấy hai con này các bạn ơi. Phía sau đây. Wow, để mình hai con luôn nhá. Ờ. Wow. Thấy hai con luôn này. Wow. Mất rồi, rơi mất rồi. Mất một con rồi. Đây, còn nó đây nữa. Còn con nào nữa không? Hai con. Ở đây này, ba con nữa. Ừ. Đây. Ui, bạn này nó khỏe này. Đây. Wow. Một bạn cá vàng nữa. Thế này tổng cộng là 5 bạn rồi. Vẫn còn đây, Cam ơi. Đây. đây. Bắt mặt mình. Đây. Vẫn còn wow. Một con. Bạn này mới là bạn nhanh nhất này. Wow. Bạn Cam siêu quá. Ui. Mất rồi. Đây này. Đây. Wow, các bạn ơi, đây là thành quả vớt cá của hai bọn mình đây. Rồi, đây bọn mình sẽ xuống thả cá vào bể thôi. Rồi, bạn Cam quay lại chào các bạn nào con. Xin chào các.